Cảnh giác trong giai đoạn cao điểm dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội. Số ca mắc sốt xuất huyết của Hà Nội vẫn đang tiếp tục tăng, hiện đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nguy cơ bùng phát dịch rất cao và rất đáng lo ngại khi đã ghi nhận nhiều ca biến chứng nặng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, Hà Nội đã ghi nhận 308 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 22 ổ dịch mới, không có trường hợp nào tử vong. Cộng dồn năm 2022, Hà Nội đã ghi nhận 1.342 ca mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong, số mắc tăng gấp 3 lần so với số mắc cùng kỳ năm ngoái. Các ca sốt xuất huyết chủ yếu tập trung tại một số quận, huyện như là Đống Đa, Thường Tín, Thanh Trì, Thanh Oai, Phú Xuyên, Hoàng Mai, Ba Đình. Hiện đang là cao điểm mùa dịch sốt xuất huyết trong năm, dự báo số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đặc biệt vừa qua, kết quả giám sát của Hà Nội cho thấy, nhiều điểm trên địa bàn có chỉ số muỗi bọ gậy cao vượt ngưỡng, nguy cơ dịch sốt xuất huyết lan rộng rất lớn nếu không có các biện pháp phòng chống. Đáng chú ý, gần đây cùng với số ca mắc tăng, các sở y tế cũng đã ghi nhận nhiều ca biến chứng nặng, thậm chí nguy kịch do sốt xuất huyết. Tiến sĩ bác sĩ Thân Mạnh Hùng, phó trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, những ngày gần đây tại bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết nặng, đã có ca tử vong. Hiện tại miền Bắc đang trong giai đoạn cao điểm của dịch sốt xuất huyết, nhất là thời tiết mưa nhiều, mũi truyền bệnh phát triển, số ca mắc sốt xuất huyết đang tăng nhanh. Mỗi người dân còn cảnh giác phòng bệnh, nhất là khi bệnh sốt xuất huyết chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.